Chào anh em, video này mình chia sẻ một chút cái kinh nghiệm về sửa chữa bo nha, về sửa bo nguồn. Thì cái con đây là có cái con này, cái con của nó là KA7500 nha, 7500. Thì nếu bạn em thay đúng cái con này không có gì phải nói nữa, thì liệu có cái con nào khác có thể thay thế nó không nha. Thì qua tìm hiểu này, có cái con này rõ TL494 nha, CN. Cái con này có thể thay thế nha, thay thế cái con này. Hai con này thay thế lẫn nhau được, nên là mình cứ khi xài, khi mà mình không có một trong hai con này nha, thì mình cứ mua cái con giống vậy ha. Một cái giống vậy, hai là mình chọn cái con tương đương 7500, tương đương với 494 nha. Mình thay vào ok hết. Rồi mình sẽ cắm điện cho anh em xem, mình đo nha. Cắm điện vào cái này là úp lại hơi nguy hiểm nha, úp lại nè. À, thế là sáng này nha. Rồi mình sẽ đo ở đây. À, một tay hơi khó một chút. À. 12V ha. Đây này, bo cục bộ 12V. Ok nha. Thì video ở đây mong cho anh em có thể là khi mình cái coi IC này mình không có, thì mình có thể là mua tương đương hai cái, có thể thay đổi cho nhau 494 với 7500 ha. Rồi chào anh em.